Trần này hoa hết, nó tàn hết. Nó không có người chăm sóc mà nó tàn ngay cái gì. Xã Thải Giàng Phố. Ừ. Quay cái này. Thải Giàng Phố. Tên rất đỡ đọc, đọc cái cần một như người đi tàu. Nhìn cái mấy thằng nhìn mấy thằng thằng mông nó lập mái toàn đội mũ Trung Quốc ấy nhỉ. Ừ. Mấy con mẹ kia mình lịnh cười cười tét tét. Chúng ta đang từ Trung Lũng Hòa Bắc Hạ Lào Cai giờ ra. Hòa tưởng chẳng mất khoảng độ nửa tiếng đến 45 phút này. Về được rồi. Cái đợt tôi với ông Bảo cái hai rồi xong rồi đi lên trên vùng chỗ Đại Từ xong rồi đến cái chỗ cái cầu nó đường nó trơn thế là có cái xe của thằng nó chở cái bao chè xong nó bị pan nó đích lên được. Thì mấy cái thằng dân tộc nó đang đứng đầu cầu, nó đang nằm mương nằm đắp đường cầu gì đấy, xong nó cứ đứng nó nhìn, nó cứ đứng nó nhìn chằm chằm cái xe xong nó chả. Thì xong bắt đầu là mấy người kia bảo xong cánh mình xuống đẩy xe rồi bảo mấy ông kia mấy thanh niên ra giúp cái. Xong mấy thằng cứ im lấy nói gì, xong một thằng trong bọn nói chứ ôi phải cho chai nước, phải cho chai nước lọc thì mới đẩy hộ á. Buồn cười vừa bực đấy, mẹ nó ra giúp người ta đi thì người ta không cảm ơn, người ta cứ cho không cho thôi, cảm ơn thì mẹ đeo để mẹ con làm câu đó thế ôi phải cho chai nước lọc thì mới đẩy cho chai rượu, chai nước lọc, nó bảo nước lọc ấy, nước lọc thì nó bọn nó bảo chai nước lọc nó là chai rượu. Mà nó rõ ràng nó đứng cách như có chục mét mà nó cứ ba thằng thanh niên khỏe mạnh cứ đứng nó nhìn xe người ta sập pan. Mẹ cái con chủ xe thì con nữ đẩy để cong đít mẹ. Xe thì ba thằng nó đẩy phát lên ngay mà. Con dân tộc nó nói buồn cười, rất tưởng tượng. Sẽ phải vào Bạc Kha. Đang tránh cái kia Bạc Kha đéo ấy. Chúng chị Google. Nói cái gì đéo thì người ta đang tránh nhau đéo được. 300 mét nữa sẽ trái vào Na Cô. Hương mẹ, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy cây to như thế. Đấy, hàng ngựa kia là dắt để bạn đi ma chợ sớm ấy nhá. Rẽ trái vào Na Cô, sau đó rẽ phải. Đây à? Toàn trâu với bò. Hay nhỉ, toàn trâu với bò hay. Hôm nay cây cối lên đẹp hết, bên bên cũng đẹp. Rẽ phải. Từ từ, rẽ phải xuống sông à. Chúng mày thì ta đi giỏi lắm à. Hai trăm mét nữa rẽ phải.
vị của chăn vịt tốt phết ý nhỉ. Rẽ phải, sau đó rẽ phải. Thì đây là xứng hồ, đéo. Chị Google. Đây là ai? Đây là nhà có lý này. Nhìn chả thấy cái hiệu hàng thuốc nào. Rẽ phải. Trước mình đi khác xong nó thanh thản thì phải gặp chặt ấy. Rẽ phải tiếp. Nhưng mà rẽ phải tiếp. 400m nữa rẽ phải vào đập sắt. Tưởng là nhà khác, trong ngày xưa nó rộng, quả trường nó rộng, thì nó thanh thang, nên bà cứ chật chật. Chị Google cho nó chỉ nhầm. Chỉ nhầm nhau là nó chỉ tuyến đường ngắn nhất. Bắt đầu tìm cái đường tuyến đường ngắn nhất. Chuyện này cảnh đẹp đấy. Đấy, ngựa thông thả buổi chiều thì đẹp nhé. Toàn ngựa. Ngựa này không có ngựa địt quá. Rẽ phải vào đập sắt, sau đó rẽ trái. Không, đi đây. Nhìn cái đường nó đây mà. Đây. Đây. Rẽ phải. Đây hay trên kia. Đúng rồi, đây. Nó mà không mét nữa dễ. Rẽ phải vào Ngọc Nguyễn, đường tỉnh 153. Đi về hướng Đông Bắc lên Nậm Sát. 150m nữa, rẽ trái về hướng Ngọc Nguyễn, đường tỉnh 153. Mình đi sai đường, anh ấy chắc đứng trên. À đây đúng rồi, à tưởng đây rồi, rẽ trái về hướng Ngọc Huyền, đường tỉnh 153, sau đó rẽ phải vào Ngọc Huyền. Chị Hô Cô chỉ chuẩn, đây đúng rồi. Đây là nhà đây này. Rẽ phải vào Ngọc Huyền, đường tỉnh 153, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Đi về hướng Đông Nam, sau đó rẽ phải. Rẽ phải. Mày cái gì nói mà không đúng mà mày chết với tao. Mày cái rẽ trái. Đi về hướng Nam lên Bạc Ca về phía Na Cố. Mẹ nhìn đi nhầm mẹ ấy. 100m nữa, rẽ phải vào Na Cố. Cái điểm của nó, ra chỗ đấy. Đúng rồi, vẫn cầu này đúng không? Dạ, vẫn cầu này. Rồi đây, nhầm bên đây nãy đi đây. Mình vẫn đi này còn gì nữa. Mình vẫn đi này ra. Xong cái sông này còn gì nữa. Thế thằng này, cái thằng này nói láo rồi. Cái đứa này nói sai rồi, mày không được rồi. Đó, lại vào cái luồn góc này xong. Vẫn chỗ nãy, lúc nãy đến nơi rồi. Mày ra như này. Lại chỉ sai. Không được rồi. 200m nữa, rẽ phải. Cũng quay lại.